Tiếp tục hàng lại về cho các bác ạ. Hàng về hàng đi đây. Bác cứ đợi chỗ em nhé. À đây, còn là dòng DK đây. Một số bác đang đợi nhé. Đây là bên em mở ra và kiểm tra, test thứ trước khi đi hàng cho các bác, thì các bác yên tâm nhé. Đây là dòng loa DK đầu tép lồng đồng trục đấy. Tép đồng trục đấy. Loa này vừa hát, vừa nghe hát vừa karaoke đấy. Vừa nghe hát vừa karaoke rất là hay. Có clip khui hàng rồi. À, mức giá thì so với lại tháng trước nữa thì nó rẻ được 300-400 một con rồi đấy, 5 triệu 6 một đôi. Dòng này không có nhiều quá nhé, dòng này không có nhiều, không có nhiều. Còn có một số bác thì chút nữa em sẽ cắm em test cho nghe. Con này không phê thì chẳng có con loa nào, riêng dòng karaoke mà những dòng tầm giá này đố con loa nào vượt qua nó. Con này không hay thì con nào hay. Hôm kia kìa em có bán cho một bác ấy, gửi hàng đi rồi đấy. Bác bảo ôi Tuấn ơi phải test trước khi cho anh nhé, xem nó có hay hay không, anh chưa biết nữa. Mẹ con này còn không hay thì con nào hay bác. DK bác nhá, bát 25. Tép đồng trục luôn, đồng trục. Có clip khui hàng rồi, 5 triệu 6 một đôi. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Chỗ này thì hết rồi. Còn mấy đôi nữa đâu. Hết. Về đàn này, đôi 4 6 chiếc đàn của Nhật. 6 chiếc đàn này thì báo cáo các bác là đàn này thì khóa cần đa số là mất hết. À có con này còn này. Khóa cần thì báo cáo các bác là khóa cần thì các bác muốn mua khóa cần chỉ cần lên Shopee thôi. Đây, em gõ Shopee cho các bác. Khóa khóa cần đàn guitar. Đây rồi, đấy. Có nhìn này, khóa cần đàn guitar có 18.000 một bộ này. Khóa đàn guitar acoustic đầy đây. 18 rồi hai mấy nghìn, ba mấy nghìn có hết, bác nhìn đầy đây nhá. 20.000 này. Nó không đáng bao tiền khóa cả về các bác thay thôi. Đấy thì em chỉ nói để cho các bác biết. Bác gõ lên Google hoặc là Shopee khóa cần đàn rất là nhiều. Không thiếu. Còn đôi 45 à, đôi 46 con này. 6 con này để cho bác 3 triệu 6530 gọi 500.000 con đi nhé. Bác nào về dùng con nào thì dùng, còn làm mô hình cho quán cà phê hay cho quán gì, bác làm lều hay làm túp lều hay làm túp tranh hay làm cái gì là việc của các bác. 6 con này để cho bác 3 triệu, bán tất cả 6 con một lô, không bán lẻ. Còn em quay cho bác nhìn đây. Toàn đàn của Nhật bác nhé. Đây. Toàn Japan thôi. Được chưa? Đấy, Japan bác nhìn thấy chữ Japan chưa? Đấy, dòng thứ hai ấy, Japan này. Còn Japan này. Đây này. Guitar này. Đấy, Japan nốt dòng cuối cùng nhá. Toàn guitar ra của Japan thôi. Ok chưa? Đấy. Đấy, có con thì hơi sứt sứt một tí, tóm lại là cũng chơi được, nhiều con chơi được, 4-5 con vẫn chơi bình thường. Tóm lại là bác vừa chơi vừa trưng bày cái gì việc của các bác nhé. Đấy, bác nhìn chưa, đây nữa này. Ok chưa, đây nữa này. Đấy, toàn tiếng Nhật thôi. Đôi 46 con này bán cả 6 con 3 triệu bác nhé. Nó là liên hệ với em cần đàn khóa đàn bây giờ người ta ship tận nhà. Còn ở đây, đây là bộ phân tần này. Phân tần 3 giải. Để cho bác 900.000 một đôi bộ phân tần này. 900.000 bộ phân tần này các bác nhá. 3 giải nhá. 1 này, 2 này, 3 giải. Bộ đấy 3 giải. Đấy. Được chưa? Đường cấp tín hiệu vào thì vẫn phía sau đây rồi. 3 giải. Bộ phân tần này là dùng cho loa cổ. Con này phải bát 30 40 trở lên, thấp nhất là 30, nó cổ. 900.000 bộ này một đôi này. Đây, cầu sau đây. Ok chưa bác? 900.000 bộ phân tần này. Bác nào đang muốn chế độ cái gì thì dùng con này nhá, ba giải luôn đấy. Bát 30. 900.000. Ngoài ra thì loa DK đây. Bác nhìn rồi. 5 triệu 6 này. Được chưa? Em đọc cho bác này. Đấy. Còn con này bát 30, bác nào đang dùng loa full karaoke nhé. Con này 2 triệu 9 một đôi. 2 triệu 9 một đôi. 2 triệu 9 một đôi. Ok chưa? 2 triệu 9 một đôi đấy. Lót nó vào nó xước. Đây. Con này karaoke nhé, 2 triệu 9 một đôi này. 400W. Còn đây là dòng B3 xịn này.
B3 của Đức, thương hiệu Đức này. B3 này có mức giá là 6 triệu 6 một đôi. Bạn nào cần clip khui hàng em gửi clip khui hàng cho B3 này. Còn B3 phía dưới là 6 triệu 9 một đôi. Gồm có một bát 25 một tép kèn, dòng này thì không hay không thèm lấy tiền của bác. Dòng này em đã khui hàng rất là nhiều, bác nhìn này. Nhìn cái nước dưa của nó đấy, nhìn viền của nó. Đẹp như mới luôn. Phân tần xem thì phê luôn, tép kèn. Ok chưa? Đấy. À, đây là đôi loa Paradigm 9SE. Paradigm 9SE 9SE 9 triệu 8. Ngày trước toàn 12, 13 triệu. 9SE 9 triệu 8. À, trong này đây. Đây là con súp JBL mà hôm trước em báo các bác ấy. 4 triệu 980 nghìn đấy. Cũng khá nhiều bác lấy rồi. Như em Tuấn đã nói rồi. Riêng con này gọi là 5 triệu đi. Bác các bác lấy về mà dòng súp 5 triệu của các bác mà không hay em Tuấn cho giả lại nhé. Em báo các bác là con này các bác nghe phải nói luôn là cực kỳ ấm mềm và phê luôn. Đây nhé. 4 triệu 980 gọi là 5 triệu đi. Đấy. Riêng con JBL này em đã giới thiệu rồi, có clip khui hàng rồi và cũng có clip test rồi. Em cho các bác có thể dùng không hay cho trả. Riêng con này dùng không hay em Tuấn cho trả lại. Báo cáo các bác, ok chưa? Em bao luôn cho các bác luôn đấy, với mức giá 5 triệu, 4 triệu 980 gọi 5 triệu. Còn bác nào nghe em thì đã nghe được việc của các bác rồi, em nói rõ luôn là riêng em bán hàng em nói rõ luôn đấy. Nhiều con súp bác mua súp bãi không thể lại được. Có những con súp bãi tầm tiền này không bao giờ lại được nó. Nhiều con không thể lại được. Con này nó ra chất bát rất ấm, đặc biệt là cái nó dòng này là made in China nhưng hàng xịn mà. Nó cắt giải rất là tốt, rất là ấm và rất là sâu luôn. Em đánh ở ngoài trời này mà nó còn đáp ứng cũng khá là tốt luôn, chứ chưa nói chuyện trong phòng. Nên những căn phòng nào các bác có những căn phòng 40-50 m², ok con này đi. Em đánh thử ngoài trời em mà cảm thấy nó phê, chứ chưa nói gì trong nhà. Con này nhá. Còn đây, còn bác là muốn hay nữa thì đây là con răng cua PA203. Bác cứ dùng con này mà hát karaoke cho em. Không, con này thì em đang để em dùng rồi, nhưng em vẫn còn 2-3 con nữa giống hệt con này. Em dùng con này em lấy mic con này này. Vang nhại con này thì phê luôn. Không biết rồi. Đấy. Con này 5 triệu 6, tiền nào của đấy bác nhé. Bác thích 2-3 triệu không? Cái này, kể có con này đánh nhạc cũng hay này. Con này đánh nhạc có 8-900 nghìn đánh cũng rất là hay. Nhưng mà chất mic thì không thể lại, đây mới là đỉnh, đây mới là hàng xịn này, đẳng cấp này. Còn bên này, trên này là con Bayer vỉ tím. Mic Bayer vỉ tím rất là hay nhé. Mic Bayer vỉ tím dòng này thì phải nói luôn là số 1 nổi tiếng rồi. 2 triệu 9 một bộ. 2 triệu 9 một bộ. Bộ đây em đang dùng em hát tay đây. Đấy, bạn nào nhu cầu liên hệ với em. Ngoài ra thì loa cột thì có một số đôi đây. Có một số đôi đây. Một số đôi thì có thời gian em test cho các bác. Có thời gian em test cho. Ok chưa? Chào các bác.